Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã đến gần. Thời điểm này, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy đang bước vào giai đoạn nước rút, tập trung củng cố kiến thức, ôn tập cho học sinh để các em tự tin bước vào kỳ thi. Hầu hết học sinh lớp 12 đều ở lại trường nên có nhiều thuận lợi trong hoạt động ôn tập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy có 99 học sinh đăng ký tham gia dự thi. Nhằm giúp các em nắm vững kiến thức và tâm thế vững vàng bước vào kỳ thi, những ngày này, đội ngũ giáo viên nhà trường tăng cường dạy ôn tập cho học sinh với thời lượng 7 tiết một ngày. Trong các buổi ôn tập và các kỳ thi thử, giáo viên sẽ đánh giá học sinh, điều chỉnh phương pháp ôn tập cho phù hợp, nội dung ôn tập, bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức chương trình lớp 12, ôn tập theo từng chủ đề, rèn luyện kỹ năng làm bài tập, kỹ năng trả lời nhanh các bài trắc nghiệm. Giáo viên trong trường đã cho chúng em thi thử nhiều lần và mỗi lần thi thử là chúng em đúc kết được nhiều bài học, kiến thức và cũng như khắc phục được những tình trạng chưa được giải quyết. Thầy cô thì luôn nhiệt tình. Từ đầu năm học cho đến giờ, thầy cô luôn sắn vai và gánh vác trách nhiệm cùng các em và các bạn hoàn thành nhiệm vụ cũng như bồi đắp lại những lỗ hổng kiến thức để chúng em có thể đạt những con điểm cao nhất. Đăng ký nguyện vọng ngành công nghệ truyền thông của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trường có điểm chuẩn cao, nên em Vi Thị Cẩm Hương phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay. Ngoài giờ học trên lớp, em tranh thủ tự ôn tập vào buổi tối và sáng sớm. Với sự quan tâm của nhà trường, em và các bạn nỗ lực ôn tập, nắm vững kiến thức và kỹ năng làm bài thi, phấn đấu đạt điểm cao để xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Bất lợi do ở xa nhà thì ở ký túc xá thì thầy cô vẫn tạo điều kiện cho em nhất có thể, thì sáng sớm sẽ cố gắng dậy sớm ôn bài là tầm từ 3 đến 4 giờ sáng. Nếu mà học mệt thì bọn em sẽ ngủ lấy sức lại rồi học tiếp. Đồ ăn ở đây thì rất là đủ dinh dưỡng cho bọn em. Các cô nhà bếp thì có thêm cho bọn em khẩu phần ăn để đảm bảo dinh dưỡng hơn. Sau khi khảo sát năng lực học sinh, căn cứ theo nhu cầu năng lực của học sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú triển khai phân lớp và tổ chức ôn tập thi thử để đánh giá chất lượng học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường đảm bảo các điều kiện để tổ chức bếp ăn tập thể, tăng cường dinh dưỡng cho học sinh và phòng chống dịch bệnh cho các em học sinh nội trú. Các em ở nội trú thì các em là hưởng cái chế độ nội trú theo quy định của nhà nước, cho nên là việc ăn ở sinh hoạt của các em là rất là thuận lợi. Còn đối với những em mà học sinh, mà đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số có cái hoàn cảnh khó khăn thì hiện nay thì đã có cái hỗ trợ kinh phí từ đầu năm mà Ủy ban dân huyện Sa Thầy đã giao, thì hỗ trợ cho mỗi em là 260.000 đồng trên một em học sinh người dân tộc thiểu số là 91 em, là Ủy ban dân huyện Sa Thầy đã hỗ trợ từ đầu năm. Với sự chuẩn bị chu đáo tích cực trong việc ôn luyện, củng cố kiến thức, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sa Thầy phấn đấu đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.